À, cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nhất là cái điệu lễ Phật, Recording in phải nhớ progress. là mình càng chậm thì khi mình lễ Phật rất là nhiếp tâm, càng chậm chừng nào càng nhiếp tâm chừng nấy. Và niệm vừa vừa, nhớ kỹ nha, đừng niệm lớn quá, nó nhỏ hơn cái âm thanh của mình mà khi phát ra. Thì khi mình niệm lên lỗ tai mình nghe rất rõ ràng. Khi một thời tu gì nó khỏe và nó nhẹ vô cùng là ngay cái chỗ là khi mà mình niệm mà giống như miệng niệm mà lỗ tai mình nghe được. Cái này là cái quan trọng, rất quan trọng. Bởi vì ăn tổ người cứ nhắc tới luôn cái chỗ mà miệng niệm tai nghe. Mình cố gắng làm sao mà khi mình vào công phu rồi giống như mình trở lại là giống như một cái tờ giấy trắng, giống như bản thân mình nó không còn quan tâm gì cái bên ngoài nữa. Nhất định được đó quý vị. Chắc chắn được. Kiểu mà dụng công mà thường xuyên điều điều đồ niệm Phật thường xuyên đồ đó làm được. Có nghĩa là cái bên ngoài mình để ngoài để tính sao đi. Giống như tạm thời để bên ngoài đi. Tất cả những cái nghĩ gì của việc này việc nọ, có nghĩa là mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ rằng là đem vào lúc công phu cũng không giải quyết được vấn đề. Mà công phu thì cũng không ra công phu. Mà suy nghĩ cũng không làm được chuyện gì. Suy nghĩ thì kỹ như vậy rồi. Cái giờ công phu thôi tạm thời để bên ngoài. Mình dẹp nó luôn thì không được, nhưng cố gắng tạm thời để bên ngoài. Vô tu giống như người người mình giống như nó lăn 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 thì sao đâu. Khi niệm câu Phật hiệu là lỗ tai nghe rất rõ ràng nha. Còn nếu như mà mình dùng cái thô tâm vô công phu là vô công phu, nó nói chứ nó một là trong giờ, hai là niệm Phật vô vị, hoặc là cảm thấy ngao ngán và làm biếng. Dùng thô tâm mà niệm Phật là nó bị bệnh đó đó. Còn dùng diệu tâm mà niệm Phật hết thời cấp kỳ. Quý vị để ý đi. Mà mình không phải thờ nào mà cũng được vậy đâu. Nên có những thờ tu mình rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng. Thì quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại chỗ đó. Nghĩa là mình đã được cái chỗ đó gì thì mình để ý à, tại sao buổi buổi tu này thấy được an lạc nhẹ dữ người ta. Còn cái buổi tu kia tại sao thấy nó cứ trong giờ. Là nghĩa là mình dùng thô tâm lên để công phu. Còn bữa nào mình dùng diệu tâm lên công phu là đặc biệt lắm. Nhớ để ý nè. Trước thời gian mà công phu mà mình tiếp người, nói chuyện với người hoặc là tạp tâm nhiều quá để vô tu, buổi tu đó không đạt. Là trước thời gian tu khoảng 20 phút. Nếu mà mình mà giống như nằm nghỉ, ngồi nghỉ vậy đó, mình cứ thư thớ mình niệm Phật đồ, bấm số niệm Phật nhẹ nhàng chút đi. Rồi xong bắt đầu mình vô mình tu. Cái thời tu quý vị cực kỳ đạt. Có nghĩa là cái thời tu đó nó có thể chuyển hóa được nhiều thứ, rất nhiều thứ luôn. Nên tổ sư nói rằng là một câu Phật hiệu niệm lên tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Mà mình niệm nó không tiêu. Là vì mình đem những cái thứ vọng tưởng vô lúc công phu. Nên câu Phật hiệu mình niệm là nó không tương ưng. Gọi là niệm niệm không tương ưng. Nên không chuyển được nghiệp chướng. Không chuyển được. Nên những đức để ý rõ ràng có những lúc mà gặp người rồi mà nói chuyện tới giờ tu chạy đi tu. Lên tu chứ không đạt. Tại vì cái lúc mình nói chuyện đó, cái thần kinh mình nó mỏi. Lúc nói chuyện thần kinh nó mỏi. Tại vì mình nói chuyện phải dùng thần kinh để suy nghĩ để nói chuyện chứ. Nó mỏi. Mà khi nó đã mỏi rồi thì lên công phu tự nhiên. Thần kinh mà nó mỏi mệt quá mà mình tiếp tục mình niệm Phật nữa thì mình nghe nữa thì cái thần kinh mình nó quá mệt. Vô không nổi. Nhưng mà lạ thay mà mình lắng động tâm, mình ít có tiếp xúc con người, mình ít nói chuyện nhiều, tự nhiên mình lên tu tu rất là vào. Để ý đi vị, để ý nghe, cái này là thật sự mỗi người thì có công việc thời gian thôi, nhưng mà đây là cái mình chia sẻ chứ không bắt buộc. Mình chia sẻ để mình kinh nghiệm quý vị, để mình lên mình tu làm sao mà mình được lợi ích cái thời tu của mình nó có một tiếng à. Giống như bây giờ 20 phút chúng ta cho dạo đi, 20 phút đi chung chúng ta cho nó dạo đi, nó dạo cho cái tâm chúng ta lọc đi. Chúng ta lấy 40 phút chúng ta lễ Phật,
40 phút đó cũng đặc biệt lắm. 40 phút đó chúng ta cho nó bỏ luôn 30 phút đi, còn 10 phút thôi. 10 phút chúng ta cuối cùng là 10 phút là cảm thấy chúng ta có nghĩa là thấm vào con vật hiểu được. Cố gắng 10 phút, 10 phút thôi. 10 phút giống như chúng ta trong thời gian 20 phút, 30 phút đó chúng ta lọc luôn. Chúng ta lấy 10 phút thôi. Còn nếu không có một quy tắc thì thật sự 40 phút chúng ta là loạn tâm đi niệm. 40 phút nó không có kết quả. Và Thượng Tịnh Không thì nói rằng bạn chỉ cần được 5 phút thôi mà niệm Phật vô thôi thì bạn đã có kết quả của một thời tu. 5 phút thôi đó quý vị. Tại vì cái tạp tâm mà nó mạnh lắm. Mà nhất là lúc mình vô mình niệm Phật là tạp tâm nó càng phóng lên mạnh thêm nữa. Giống như mình thấy cái lưu nước mà trong thì nhìn thấy thấy tới đáy luôn, hiểu chưa? Nó cái tâm mình vô mình niệm Phật là nó tâm nó hơi tịnh chút thì nó thấy cảnh ghê lắm. Nhưng mà con người đa phần là bị cái bệnh chấp cảnh. Thấy là mình chấp quá nặng. Nên mình mới dùng cái cách là dịu tâm lại. Thì trong thời gian mà 5 phút 10 phút cuối cùng mình dịu hết hoàn toàn cái tâm của mình luôn. Giống như con người mình giống như người ta hát một bài hát mà người ta nhập tâm vào bài hát á. Giống như nó mình dùng cái câu sao ấy. Cảm giác như nó người mình nó không có xương sống vậy. Nó nhẹ nhàng, nó dịu người sao đâu á. Thì lúc đó niệm Phật vô. Niệm Phật lúc đó vô. Mà xong cái thờ 5-10 phút cuối cùng đó mà được gì đó nghe. Công phu xong người nó đầu óc của mình nó nhẹ nhàng, thần kinh của mình nó nhẹ mà nó được giống như mà sưởi ấm mát mẻ sao đâu á. Tuyệt vời lắm. Đó. Nên cái lúc đó quý vị sẽ có cái cảm giác của cái công phu là ham, là thích, là thèm. Tự nhiên tu thèm. Nên những Đức nói rằng là rõ ràng là nếu như mà một ngày chúng ta chỉ có một thờ tu chưa nói lên gì 100% luôn. Một hai thờ tu chút chút không nói lên gì. Tại cái thời gian mà quân tập nó nhiều, còn cái thờ tu nó quá ít. Bây giờ này những Đức thấy rằng là một ngày những Đức 5 thờ, 5 thờ, 5 thờ. Rõ ràng hình như là với thêm nữa những Đức mỗi ngày không đi đâu nữa. Nó không nhìn thấy cảnh viên này nọ, không có tiếp xúc con người này kia. Nên niệm Phật nó vô quý vị. Mà khi niệm Phật vô nó an lạc vô cùng. Mà tuyệt vời dữ lắm. Nhưng mà cái bệnh của mình là bị nặng chỗ này luôn. Nên nó bị nặng chỗ này nên nó cũng bị phiền não luôn nữa. Mình được như vậy mà mình cũng đừng nên chấp nặng quá. Tại trong cuộc đời này cũng phải xài chút. Thấy không? Có nghĩa là bản thân mình phải hiểu nguyên lý đó. Nếu không thì bản thân mình cũng bị phiền não ngay cái chấp cảnh thanh tịnh. Chấp cảnh thanh tịnh rồi khi người ta tác động là bản thân mình sẽ chịu không nổi, mình bực bội, mình sân si lên. Như phá vỡ đó quý vị. Người ta phá vỡ. Không phải. Cái thanh tịnh đó là không chấp. Nó mới thật sự. Nó mới được thù thắng. Nên nó có một đoạn Hòa Thượng Tịnh Không Ngài khai thị hay. Cái câu này Ngài nói hay nè. Ngài nói rằng là con người cả cuộc đời đã tạo ra trong cuộc đời này. Khi cuối cuộc đời của chúng ta khó buồn. Không buồn được. Và cái công phu của kẻ phàm phu chúng ta, mình nghe kỹ câu này nghe. Công phu của kẻ phàm phu của chúng ta không thể nào cuối cuộc đời mà có thể sanh được phàm thánh đồng cư độ. Trời. Nghĩa là công phu của kẻ phàm phu chúng ta không có khả năng để sanh vào cái cảnh giới phàm thánh đồng cư độ là hạ phẩm hạ sanh đó quý vị. Không có khả năng này. Nhưng do quân tập tín nguyện niệm Phật, khi cuối cuộc đời của chúng ta, cuối cuộc đời chúng ta là hàng ngày được quân tập cái nhìn thấu trong cuộc đời buông xuống. Nên cuối cuộc đời là chấp nhận buông xuống. Nên Phật phổ quang phổ chiếu. Trước khi Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta là Ngài phóng quang trước. Mà Ngài phóng quang đó là gì? Là giống như bao trùm mình lại. Mà cái quang minh nó giống như bảo vệ mình đó. Bảo vệ cái tạp tâm, bảo vệ những cái nghiệp chướng mà đến để mà quấy rầy. Tại vì mình không có khả năng đó. Mình bị đột phá chắc chắn luôn. Mình bị phá vỡ và mình bị mê mờ, mình bị dẫn dắt, mình bị lôi kéo. Tại thường ngày của mình từ khi sinh ra cho đến khi cận tử nghiệp là chúng ta đã bị quân tập vì cái tình thương yêu và ghét hận đủ chuyện ở trong cái tâm chúng ta, trong a lại gia thức chúng ta. Và lúc chúng ta khi cận tử nghiệp gần chết thì a lại gia thức này nó hiện ra rất nhiều thứ. Chúng ta không có khả năng. Và tôi không nói mình không có khả năng. Không có khả năng bạn sanh vào phàm thánh đồng cư độ luôn. Nhưng mà do bạn tín nguyện kiên cố quá nên Phật quang phổ chiếu,
bao trùm cái tâm của bạn lại. Nên cái nghiệp trước nó không có xâm phạm vào, mà Phật quang đã chạm đến là do tín nguyện. Phật quang đã chạm đến thì bạn tăng trưởng công phu. Bạn chỉ có 50% công phu, mà 50% công phu bạn không giảng sanh được. Nên Phật quang phổ chiếu bao trùm bạn lại nhờ tín nguyện, mà bạn tăng thêm 50% công phu nữa, nên bạn mới có khả năng sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nên ngài nói thêm câu: nếu thường ngày không quân tập một cái tâm nhìn thấu buông xuống, dù cho cuối cuộc đời có bao nhiêu con người hộ niệm cho bạn cũng hoàn toàn thất bại. Bạn hoàn toàn thất bại, tại vì lúc đó là cái hộ niệm nó chéo chéo bên ngoài thôi. Còn cái cảnh duyên mà nghiệp duyên ở trong tâm thức A Lại Gia Thức là nó nằm bên trong. Bên ngoài nó không thể nào tác động được ở trong cái nội tâm của bạn. Mà lúc đó là nhĩ căn của bạn hoàn toàn nó bị lu, có nghĩa là lục căn bạn hoàn toàn nó bị mờ. Nên cái tác động bên ngoài niệm Phật không vô nổi cho bạn nghe để niệm theo. Mà chỉ có hàng ngày quân tập cái nhìn thấu buông xuống, nên bạn khi cuối cuộc đời gần chết, bạn tín nguyện niệm Phật, nên được Phật quang hộ chiếu giúp cho bạn tăng trưởng công phu 50% đó, bạn mới đạt được công phu để sanh về thế giới cực lạc. Như vậy thì bạn phải làm sao? Rồi không phải nói như vậy thì các vị phải làm sao? Ngồi nằm suy nghĩ, suy nghĩ rằng khi ta ngủ mê đi, người có kinh ta đem đi chỗ khác ta cũng không hay. Như vậy thì mỗi đêm ta ngủ thì giống như ta chết một lần. Như vậy thì của cải vật chất tình thương yêu trong cuộc đời chúng ta không có một cái gì mà ta cầm theo được. Mỗi ngày đều phải quán tưởng điều này, quân tập để cho nó thành khối tư tưởng nhìn thấu buông xuống. Thật sự chúng ta có những người ngủ mê mà ta ghinh mình đi, mình không hay. Thật sự có những cô mà ngủ mê đến mức mà ta lặt đó lặt lui, mình ta xô mình không hay luôn. Thử đi, bây giờ ví dụ như một ông chồng tôi với bà vợ nghe, bằng đêm hai vợ chồng ngủ chung mà, đúng không? Thử ông chồng bằng đêm ẵm bà vợ đem qua cái giường bên kia, thử coi bà hay không. Có chừng bà không hay đó, bà ngủ mê bà không hay luôn. Thì lúc đó mình mới nói với bà vợ rằng rõ ràng em ngủ mê đến mức mà sáng nằm bên giường bên kia, sáng bà vợ bà giúp mình thức dậy hết hồn, chàng ơi sao mình nằm bên giường bên đây vậy chàng. Nói, ông chồng nói thử nghe cư sĩ Nhân Đức nói rằng ngủ mê đến mức mà người ta ẵm đi không hay, rõ ràng bà ngủ mê đến mức tôi ẵm bà qua giường bên kia bà không hay. Ghê chưa, nó ngủ mê đến mức như vậy đó quý vị, nó ngủ mê dữ lắm. Nó thí dụ như bây giờ nằm ngủ chung nhau nghe, mình thử dỡ cái đầu người đó lên, mình lấy cái gối khác mà để vô, họ vẫn không hay đó, không hay luôn. Nên từ nơi đó có nghĩa là ngủ mê giống như mình đã chết một lần, mỗi một đêm là chết một lần. Mà khi đã chết như vậy thì chúng ta đâu có cầm gì theo được đâu. Giàu sang của cải vật chất nhiều cỡ nào cũng không cầm theo được khi đã chết đi một lần. Mỗi ngày cứ quân tập như vậy để nhìn nhận cho thật là sâu sắc, để rồi khi cạn tử nghiệp, cái chết đã đến rồi. Vì mỗi đêm nghĩ như vậy thì nghĩ đến cái chuyện Phật A Di Đà lúc nào đến đứa con là con theo ngài, Phật A Di Đà đến đứa con là con theo ngài, Phật A Di Đà đến đứa con là con theo ngài. Cứ nghĩ như vậy khi con gần chết, hiểu không? Đã đến khi cạn tử nghiệp là cái quân tập của cái tâm niệm nó mạnh quá, nó quá mạnh rồi. Và mỗi ngày mình nhìn thấu rồi, nên lúc đó mình mới cảm với bổn nguyện của Phật, Phật quang phổ chiếu bao trùm mình lại. Lúc đó thì mình mới thành công con đường giảng sanh. Tuy là dễ nghe quý vị, nhưng mà phải quân tập á. Thật sự không được qua lo đâu, thật sự không được qua lo. Nên mỗi ngày dụng công tu vậy mà gánh nó phải bấm số niệm Phật. Thật sự nên Đức Phật nói rằng: này các con hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi. Có nghĩa là mình phải chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi, nhưng nếu chịu niệm Phật thì không khổ. Không khổ. Chịu niệm Phật nó có cái vui của cực lạc khi mình đang còn sống ở ta bà, chắc chắn quý vị luôn. Nó bây giờ có những việc bản thân phải cần lo, nhưng thật sự mà nói có những cái ngoài tầm tay lo không được, có những cái cứ suy nghĩ lo và không giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu gói gọn vào câu Phật hiệu mà nhẹ cái tâm, có khi nó lại chuyển biến một cách cực kỳ lạ thường, rất lạ thường luôn. Tại vì trong bổ nguyện nó đầy đủ hết trơn, nằm bên trong đó, nó sẽ có một cái sự điều chỉnh và chuyển hóa không thể nào nghĩ bàn đâu quý vị. Nghĩa là câu Phật hiệu này mình đã tin rồi thì không thể nghĩ bàn. Câu Phật hiệu này mình không thể nào giải thích được. Một pháp tu đơn giản
bình thường nhưng khó giải thích. Thật sự một câu vật hiệu này tuy rất là ít nhưng không thể nào ai mà là giải thích được câu vật hiệu. Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng đó. Nên trong câu vật hiệu nó hoàn toàn đầy đủ hết chân luôn. Nếu như hoàn toàn tin vào Phật, đã có những cái nghĩ và làm không được thì đừng nghĩ, đừng lo nữa. Hãy tin Phật đi, tự Phật sẽ điều chỉnh cho quý vị 100% luôn. Nhất là cái cách lễ Phật, cái cách lễ Phật này nó thù thắng hơn ngồi niệm Phật. Vì khi lễ Phật nó cảm hóa người khác luôn. Có người hận thù, có người muốn giết quý vị, nhưng khi quý vị lễ lại Phật như vậy, nó đột phá vào tâm người kia, sanh tâm Phật luôn. Mà có người cực kỳ muốn hại quý vị luôn, nhưng nếu quý vị mà cứ niệm Phật lễ Phật hoài, họ sẽ không thể nào hại quý vị được. Tại vì sao? Nó đột phá vào tâm người đó, sanh tâm Phật ra. Kẻ ác cỡ nào cũng có tính Phật, tâm Phật. Vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật, ngài nói rằng lành thai, tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ như Phật. Vì kẻ ác cỡ nào cũng có thể có tự tánh Phật. Quý vị cứ yên tâm, họ ác cỡ nào cũng có tự tánh Phật. Chỉ cần chúng ta có sự bao dung là tự tánh Phật họ sẽ hiện lộ liền. Nên bạn bè hay là người quen, ai chỉ cần não hại mình mà mình chỉ còn có sự bao dung là họ sẽ nhất định sẽ chuyển hóa họ. Mình chưa chuyển hóa được họ là do sự bao dung mình chưa phát triển đến mức cực điểm, chưa bao trùm được họ, nên mình chưa có thể nào chuyển hóa họ. Hãy tin 100% sẽ chuyển hóa ông chồng, 100% sẽ chuyển hóa bà vợ, 100% sẽ chuyển hóa đứa con. Bạn hãy bao dung đi. Bạn làm tất cả những việc cho họ, bạn đừng kể lể. Bạn đừng nghĩ rằng cái việc này của bạn là công lao lớn lao, mà bạn hãy nghĩ rằng đó là việc trách nhiệm bạn phải làm. Và dù họ có đối xử cỡ nào với bạn, bạn hãy bao dung cho họ đi. Nhất định sẽ chuyển hóa được họ. Nhất định sẽ chuyển hóa được họ. Nên những đứa hồi sáng nói một câu rằng, có ông bạn tu chung mà mình quý ông vô cùng luôn, mà mình gặp chuyện ông xử lý mình te tua tả tơ. Khi ông lại ông gặp mình lên bắt tay với ông, ông nói một câu: tôi xin lỗi thầy. Nói: ủa đâu có gì đâu xin lỗi, anh em gặp nhau vui quá chàng luôn mà, xin lỗi gì vậy? Nói, ông đi, ông nói ông đi về nhá. Xong mà mình trong túi còn được vài trăm ngàn, bỏ vô túi cho ông. Nói thôi ông về lo cho mẹ đồ này kia nhá. Nên là thôi, anh em mà, nó lúc nào cũng là anh em. Tự nhiên cái tâm bao dung lúc đó mình vui lắm quý vị ơi. Mình vui, cực kỳ vui. Nếu mà mình kể lể cái chuyện mà ông nói mình này kia, là tự nhiên con người mình sẽ, mình với ổng nó sẽ không còn tình bạn nữa. Và nó có khi nó xa nhau luôn. Và nó không còn cái tình bạn bao nhiêu năm chờ sống với nhau nữa. Nên con người bao dung là một con người mà, là nghĩ cái gì biết không? Nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu cái đẹp khi gặp nhau rồi. Bây giờ dù có một cái chút gì trở ngại, hãy bao dung đi. Là mình là bạn rồi, mình bao dung là bạn rồi. Còn mình không bao dung thì không lẽ trở thành kẻ thù. Bao nhiêu năm chờ, trong khi mình muốn giảng sanh cực lạc, thì thôi mình bao dung hết đi quý vị. Tại vì mục tiêu là mình muốn sanh cực lạc. Mình đã từng nói câu nói rằng, dù cả thế giới có trở mặt với mình cũng không trở mặt với họ. Vì sao? Vì tôi muốn sanh cực lạc. Chỉ cần mình muốn sanh cực lạc thôi thì mình bao dung. Nên tất cả chúng ta nghe câu này quan trọng quý vị. Tình bạn đã chơi được bao nhiêu năm chờ, họ lỡ có vấp ngã gì hoặc họ lỡ làm điều gì sai với mình, tha thứ cho họ đi. Tha thứ cho họ thì mình còn tình bạn. Biết đâu sự tha thứ cho của họ, của mình dành cho họ, họ còn trở thành người bạn còn thăng hơn ngày xưa nữa. Thăng hơn nữa. Giống cái người kia đi vô ăn cắp gạo của ngày Hư Văn. Ngày Hư Văn nó khổ quá đi ăn cắp gạo, hốt thêm đi con. Vậy mà sau này thằng đó chịu một phát súng cho ngày Hư Văn. Kinh khủng không quý vị? Có nghĩa là sự bao dung là cái cực kỳ quan trọng. Nên những đức mong rằng ở đây rất nhiều các chị ngồi đây, các chị nên tập bao dung. Tâm của các chị nên bao dung rộng lớn lên. Chồng đi làm kiếm tiền mỗi ngày ở ngoài, nó cực lắm, nó sân si, nó phải đối đầu với bao nhiêu chuyện. Mình mỗi ngày được niệm Phật ở nhà, mình vừa gặp chồng đi gì là mình bước ra mình nói: chào anh, chào Bồ Tát. Thấy chưa? Tâm mình thật sự, mình nói mình phải mở tâm lượng đó luôn. Họ có sân si gì, cởi áo liền, cởi quần liền, giặt em đi giặt đồ liền, đúng không? Nghĩa là bao dung cái tâm của mình, đúng, hoan hỷ vậy đó. Là tức khắc nó đúng là nhà của mình có người niệm Phật, là nhà mình có một hoa sen, hoa sen thơm ngát. Chồng sẽ tranh thủ đi làm về để chi? Vì về để có hoa sen thơm ngát, thấy không?
Còn nếu như quý vị niệm Phật mà mặt sân si thì thôi chịu thua, nó đi luôn, nó khỏi gì vậy. Thấy không? Quý vị nhớ, vị mỗi ngày niệm Phật ngày 4 thờ 5 thờ ở nhà đó nghe, là gia đình quý vị, là nhà quý vị có một hoa sen thơm ngát. Đó. Hoa sen này đặc biệt lắm á. Thấy không? Đó nên á, tu tập xong có đoạn nói chuyện, thấy buổi nói chuyện nào cũng đặc biệt. Tại vì sao? Vì bây giờ có công phu. Nó bắt đầu một chút ha, 8 giờ tu ha, 9 giờ tu ha, 12 giờ khuya tu ha, 12 giờ tối nay không đơn giản. Biết sao? Vì bữa nay là ngày 29. Ngày 14 với ngày 29 nó còn dữ ngày thứ bảy. Vì thấy người ta ngoài đời không? Người ta biết chùa người 14, 29 là người ta sẽ đi đến chùa để lại sám hối. Đó, thấy chưa? Mà cái ngày nay mà mình mà làm luôn cái 12 giờ khuya không đơn giản chút nào. Biết đâu công phu nó chưa đạt, mà 12 giờ khuya này cô tu một phát đạt luôn công phu. Tự nhiên cậu tu xong rồi nó phát cái tâm nó lạ kỳ lắm. Nhưng mà nếu ai mà làm được thì thôi nghe. Hoặc là gặp chồng khó khăn rồi đừng có trốn chốn, nó gõ cái cho mà đi giảng sanh luôn, nghe chưa? Nên từ nơi đó là thôi, cái đó là những nêu cái điều thù thắng thôi, tùy vào cái mỗi một cái nhân viên gia đình. Quý vị thấy sao phù hợp ha? Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Rồi, chúc các cháu ngoan nghe, mấy bé nhỏ rất là ngoan. A Di Đà Phật.